nhân danh Chúa Giêsu, quỷ Satan lôi hết những con người này ra khỏi đây. Nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho thiên sứ của ba ngôi Đức Chúa Trời đuổi hết những người này ra khỏi nơi này đi, để nó không phá phách nhà chúng ta nữa. Nhân danh Chúa Giêsu, ta phóng thích cho thiên binh thiên sứ của ba ngôi Đức Chúa Trời lôi cổ hết những người này, cút ra khỏi vùng đất này, cút ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu, ta đuổi cút hết tà linh ma quỷ cùng những kẻ tay sai của nó đang ở đây này, những kẻ này này, đi ra khỏi nơi này đi, lôi chúng nó đi, lôi cổ chúng nó đi, mau đi. Nhân danh Chúa Giêsu, thiên binh thiên sứ của Đức Chúa Trời lôi cổ chúng nó đi, nhanh chóng đi. Nhân danh Chúa Giêsu, những cái kẻ không thuộc về Chúa cút ngay ra khỏi nơi này. Chúa ngài nắm tất cả những số xe của chúng nó rồi. Quý vị nhìn thấy nhá, quý vị nhìn rõ nhá. Quý vị cầu nguyện để Chúa Giêsu quỷ phá Satan ma quỷ đi.
Không có nhờ và phá nhà tôi nha. Các anh các chị đừng có nhờ tôi và phá nhà tôi nha. Vô lý vừa vừa thôi. Nhân danh Chúa Giêsu tôi hủy phá tà linh cướp phá ở trên đất này. Tất cả những kẻ cướp phá tại nơi đây, các ngươi phải thường bồi lại 70 tỷ lần hơn cho cái đất này. Mọi tài sản gia đình, hôn nhân, tiền bạc của các ngươi đổ trả lại cho ta hết 70 tỷ lần hơn. Ta đòi lại toàn bộ. Các ngươi phải trả ngay tức khắc. Tài sản, hôn nhân, gia đình, hạnh phúc của các ngươi cũng phải trả lại hết cho ta. Và các ngươi bị mất sạch. Tất cả những việc ác của các ngươi ngày hôm nay Đức Chúa Trời ghi lại. Và Đức Chúa Trời đòi các ngươi phải thường bồi lại 70 tỷ lần hơn cho chúng ta. Từ đời thế hệ sau của các ngươi vẫn còn phải đi ăn mày ăn xin. Tất cả những thế hệ con cháu của các ngươi sẽ trở thành những kẻ đi ăn mày ăn xin và hầu việc cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhân danh Chúa Giêsu ta đòi lại 70 tỷ lần hơn tài sản, hôn nhân, gia đình, phước hạnh, tiền bạc, tài chính, khoáng sản, đất đai, nhà cửa, hạnh phúc gia đình, mọi mối quan hệ và quyền lực. Ta đòi lại 70 tỷ lần hơn. Satan ma quỷ cùng bè lũ tay sai của tụi bay phải trả lại toàn bộ cho ta. Toàn bộ Yên Dũng Bắc Giang này các ngươi phải trả lại hết cho nhà của Đức Chúa Trời, không được cầm giữ một cái gì nữa. Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dùng thập tự giá để chiến thắng chúng nó. Ngài chuất phế mọi quyền và mọi thế lực và mọi sự cai trị. Ngài chuất phế hủy phá chúng nó trong thập tự giá và uy quyền của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu ơi, Ngài xét lẽ công bình cho chúng con. Ngài đã nhìn thấy mọi việc tay của họ ngày hôm nay làm. Ngài hãy báo ứng và báo trả cho chúng nó cách đích đáng. Họ đi về rồi đúng không ạ? Một sự quế. Họ đi về kìa. Nhưng mà... Đức Chúa Trời ơi, Ngài báo trả kẻ ác cho chúng con ngày hôm nay. Ngài báo trả cho chúng nó 70 tỷ lần hơn, Chúa ơi. Theo ý muốn của Chúa thôi. Chắc là họ thì thừa. Đây này nó đập nát hết cái nhà lều này rồi đây này. Cái tre nứa nó ấy xuống. Đây này nó giật nó đập nát nó quăng xuống đây này. Sự
đường đó. Bởi vì khi vật